Mọi người thấy chỗ này đẹp không? Wow. Những cái thuyền sơn xanh sơn đỏ nhìn này rất là đẹp, rất là ảo. Đấy, bãi bên này nữa. Cầu Ninh Chữ. Đấy, bên này là đường ven biển này. Đây mình tiếp tục chạy ra đường ven biển nhá. Rẽ trái qua quốc lộ 1, rẽ phải qua Vĩnh Thi 28 km. Chạy theo đường ven biển này 28 km sẽ tới Vĩnh Thi. Ui, chỗ này đẹp thế. Từ đây phát xem nào. Rất tiếc không ai chụp hình cho mình. Đi tiếp thôi. Đẹp đấy. Ôi, chiếc ta xa kia là biển kia các bạn ơi. Nhìn một cái không gian nó rất là thoáng đãng. Đã thiệt các bạn. Đây có bãi để đứng lại chụp hình check in này. Mấy cái bãi này để ra đứng chụp hình check in. Chỗ này không đẹp mấy, chỗ đỉnh trên đỉnh trên kia mới đẹp kìa. Ui kìa. Ui sóng biển kìa, nhìn sóng biển ảo chưa? Chưa. Nhìn sóng biển ảo luôn các bạn. Quá ảo, quá ảo. Rất đẹp luôn các bạn. Tí nữa kia kìa. Đây đưa điện thoại nó quay mình mới dễ được. Mới dễ. Mới thấy được cái độ đẹp của nó. Biển mênh mông. Sóng biển ra sao. Vừa sóng trước kia sóng to thế. Kìa. Từng cơn sóng nó vỗ vào. Đường đi trên này này, bây giờ là đi dưới này rồi. Có đường ở đây, có đường bê tông đi xuống bãi tắm này. Thế này như có bãi tắm chứ phải. Đây này, đường bê tông đi ra đây. Ui, quá phê, quá phê. Mình phải ra đây chụp một kiểu hình mới được. Rồi, các bạn thấy không?
quá ảo luôn này. Ui, một không gian thật là rộng lớn. Bên ngoài kia cũng có bãi đá kìa, nhưng mà không có đường đi ra. Ui, gió to quá. Để đi phải đã chụp cái này xem có đẹp không. Cảnh cũng ok đấy. Để xe tốt hơn. Bãi để chụp hình này. À, cái bãi này rất đẹp luôn. Đó. Nhưng mà hôm nay là một ngày cận Tết nên không có ai đi chơi chụp hình check-in ở đây. Có cái đá này. Vùng ngoài này sóng biển này. Sóng to thế. Đáng xóa luôn các bạn. Ôi, cái này mà có đi nhiều người xuống chỗ đó chơi nhỉ. Kìa, sóng biển nó cuộn cát lên kìa. Đẹp đấy. Hôm nay ngày cuối năm nên là không có ai đi chơi du lịch ở đây cả. Mỗi mình. Đẹp thật đấy. Đi tiếp, bây giờ đi thẳng luôn đấy. Bây giờ không đứng lại chụp hình nữa đâu. Mất thời gian quá. 12 giờ tới nơi rồi.
Đây nhìn ra bên kia đẹp chứ. À, nhìn ra ở tít bên kia là có các bến thuyền này, các bến thuyền rồi là những cái khu nghỉ dưỡng kìa, đẹp đấy. Quá đẹp luôn các bạn ơi, nhìn kìa. Bến thuyền rất là nhiều thuyền, tàu thuyền có tít ở bên kia là như kiểu cái đảo nhỏ ấy các bạn. Đấy, có các khu nghỉ dưỡng ở bên kia, quá đẹp. Dưới này thì đang có cái bến đò này, mọi người đang ra chờ đò thì phải. Hòn đá hai chồng này đẹp chưa? Chỗ này lại có một chỗ check in tiếp, nhưng chỗ này hơi xấu. Chỗ này bên ngoài cây cỏ nhiều quá, hơi quất. Đường núi rồi các bạn. Ở đây hết đường núi rồi. Khu này là người ta đang xây dựng này. Phía bên kia thấy đang xây dựng những cái khu sinh thái kia, khu nhà ở. Bãi biển chỗ này tương lai là phát triển rất là mạnh.